Theo đài RT Nga, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu tập đại sứ Mỹ Lynn Tracy để đưa công hàm phản đối liên quan tới David Bernstein và Jeffrey Selin, nhân viên phòng chính trị đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow. Nga tuyên bố hoạt động của các nhân viên đại sứ quán này không phù hợp với vị trí của họ. Trước đó vào cuối tháng 8, Cơ quan An ninh Liên bang Nga đã xác định hai công dân Mỹ trên là những nhân tố then chốt trong một cuộc điều tra tuyển dụng công dân Nga Robert Sonov làm người cung cấp thông tin mật cho đại sứ quán Mỹ tại Nga. Sonop đã bị bắt hồi tháng 5 và bị buộc tội luật hình sự Nga vì bí mật hợp tác với nước ngoài, với mức án có thể lên tới 8 năm tù và phạt tiền lên tới 1 triệu rúp. Về phần mình, Mỹ đã phủ nhận mọi liên quan trong vụ việc này. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Matt Miller đã gọi cáo buộc của Nga là hoàn toàn không có cơ sở. Washington sẽ có phản ứng thích hợp.